Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Phụng. Mình tên là Hoàng. Nhiều bạn thắc mắc đã hỏi mình khi mà các bạn chơi cây đàn Custman K250 này thì các bạn cảm thấy tiếng nó nhỏ hơn điệu hoặc là cái điệu nó nhỏ hơn tiếng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điều chỉnh âm lượng của điệu và tiếng để làm sao nghe cho nó được cân bằng nhất. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác trên cây Custman K250 này nhé. Khi các bạn chơi một bài nhạc thì cần chú ý xem âm lượng của điệu và tiếng của bài đó đã phù hợp hay chưa. Nếu đã phù hợp rồi thì thôi, còn nếu tiếng nhỏ hơn điệu và ngược lại thì các bạn phải điều chỉnh lại sao cho tiếng với điệu nghe nó hợp tai, nghe âm lượng của tiếng và điệu nó đều nhau. Bây giờ mình sẽ bật điệu cho các bạn nghe, đồng thời mình sẽ đàn theo để nghe được cái tiếng. Các bạn có cảm thấy là điệu nó nhỏ hơn không? Bây giờ mình sẽ vô một cái setting để điều chỉnh lại sao cho điệu nó to, âm lượng của nó to bằng tiếng. Bây giờ mình sẽ nhấn giữ nút Shift, đồng thời nhấn nút Tempo. Màn hình sẽ hiển thị ra nút Accom. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn mở chức năng này thì sau 3 giây nếu mà các bạn không có thao tác gì đối với chức năng này thì chức năng này sẽ bị tắt đi, tự động tắt đi và sẽ trở về màn hình chính. Bây giờ mình sẽ thao tác nhanh, nhấn giữ nút Shift, đồng thời nhấn nút Tempo. Màn hình sẽ hiển thị ra Accom và các bạn sử dụng con lăn này để điều chỉnh âm lượng. Cách thứ hai các bạn cũng có thể làm đó là sử dụng nút mũi tên kế bên. Mình cho âm lượng là 15 và lúc này mình sẽ đánh với tiếng. Đó, các bạn đã cảm thấy được âm lượng của điệu và tiếng đã hòa hợp với nhau, nghe đều tai hơn, nghe điệu và tiếng âm lượng đã đều nhau. Chúc các bạn thao tác thành công. Vừa rồi là video hướng dẫn cách điều chỉnh âm lượng của điệu và tiếng trên cây Custman K250. Nếu các bạn có thấy hay thì hãy để lại nút like và subscribe để bọn mình có động lực để làm những video tiếp theo về cây K250 này nhé. Còn nếu các bạn có điều gì thắc mắc thì hãy để lại comment cho bọn mình để bọn mình có thể giải đáp cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn.